Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 94. Thì ở bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 94, người ta yêu cầu chúng ta tính số mol và số gam kali clorat cần để điều chế được A 48 gam khí oxy và phần B 44,8 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì để làm được bài này chúng ta phải lưu ý cho cô, đó là công thức hóa học của kali clorat đó chính là KClO3. Và để làm được bài này, bước đầu tiên của chúng ta phải làm đó là chúng ta viết phương trình hóa học. Và sau khi viết được phương trình hóa học rồi, chủ ở phần A chúng ta sẽ đổi số mol của oxy với theo công thức đó là số mol của khí oxy. Thì nếu như các bạn không nhớ được công thức thì các bạn sẽ gỡ lại cho cô về bài 19 sách giáo khoa trang 67, đó là công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất. Đó là số mol của khí oxy sẽ được tính bằng công thức đó là bằng m nhỏ chia cho m lớn. Và ở phần A thì m nhỏ người ta cho đó là 48 gam khí oxy. Vì vậy nên chúng ta sẽ tính được số mol của khí oxy. Và đối với phần B đó là chúng ta sẽ phải đổi số mol của khí oxy. Thì công thức đổi số mol của khí oxy là công thức số 2 của bài 19 sách giáo khoa trang 67. Đó là công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Với công thức số mol sẽ bằng V chia cho 22,4. Và sau khi mà chúng ta đã đổi được số mol của khí oxy rồi thì trong mỗi trường hợp tính số mol của KClO3 sẽ theo số mol của oxy. Vậy thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào giải chi tiết bài tập này nhé. Nào, bước đầu tiên của chúng ta phải làm đó là viết phương trình hóa học. Chúng ta sẽ có phương trình hóa học. Phương trình hóa học của chúng ta sẽ có đó chính là KClO3. Ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra được 2 KCl cộng với 3 oxy. Ở đây cân bằng 2 vào KClO3. Và chúng ta sẽ có tỷ lệ theo phương trình. Chúng ta sẽ có tỷ lệ đó là 2 và 3. Ở đây hoàn toàn tính theo mol. Và dựa theo tỷ lệ phương trình này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được số mol của KClO3 sẽ bằng 2 phần 3 số mol của oxy. Đây là mol. Rồi, sau khi chúng ta viết được phương trình hóa học như thế này rồi, chúng ta sẽ cùng vào phần A. Phần A, người ta cho đó là 48 gam khí oxy. Vậy thì chúng ta sẽ tính được số mol của oxy. Số mol của oxy, như cô đã nói rồi, đó là công thức ở bài số 19. Công thức thứ nhất, N bằng M nhỏ chia M lớn. Vậy thì chúng ta có số mol của oxy ở đây sẽ bằng M nhỏ của oxy chia cho M lớn của oxy. Sẽ bằng M nhỏ đầu bài cho là 48 gam. 48 chia cho M lớn của oxy ở đây sẽ là 32. Vậy thì sẽ bằng 1,5 mol. Rồi, sau khi chúng ta tính được số mol của oxy rồi thì theo phương trình chúng ta thấy số mol của KClO3 sẽ bằng 2 phần 3 lần số mol của oxy. Vì vậy nên chúng ta sẽ suy ra được số mol của KClO3 sẽ bằng 2 phần 3 nhân với số mol của oxy sẽ bằng 2 phần 3 nhân 1,5. Và số mol của KClO3 sẽ bằng 1 mol. Rồi, chúng ta tính được số mol của KCl là 1 mol rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của kali clorat cần thiết. Khối lượng của kali clorat cần thiết. Muốn tính được khối lượng của kali clorat cần thiết thì chúng ta sẽ lại nhớ lại cho cô công thức.
Ở bài tập số 74 sách giáo khoa, phần ghi nhớ cũng đã ghi chuyển đổi số mol chất thành khối lượng với công thức m nhỏ bằng n nhân m lớn. Vậy thì ở đây chúng ta đã biết được số mol của kali clorat rồi, chúng ta sẽ tính được khối lượng của kali clorat sẽ bằng công thức, đó là bằng n của kali clorat nhân với m lớn của kali clorat. Và chúng ta có số mol của kali clorat chúng ta vừa tính được trên này, đó là 1 nhân với m lớn của kali clorat sẽ bằng thứ nhất là 39 là nguyên tử khối của kali, cộng với lại 35,5 là nguyên tử khối của clo, cộng với 16 nhân 3 đó là nguyên tử khối của oxy, và do có 3 oxy nên là phải nhân 3. Và kết quả của chúng ta sẽ là bằng 122,5 gam. Chúng ta kết luận vậy n của KClO3 sẽ bằng 1 mol và m KClO3 sẽ bằng 122,5 gam. Rồi, vậy là chúng ta vừa giải quyết xong phần A. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần B. Với phần B đó là người ta cho là 44,8 lít khí oxy. Vậy thì tương tự như phần A, việc làm đầu tiên của chúng ta cũng sẽ là phải tính được số mol của oxy. Và số mol của oxy chúng ta sẽ tính được theo công thức. Cũng nhớ lại cho cô công thức ở bài tập ở bài số 19, đó là số mol sẽ bằng V chia cho 22,4. Ở đây người ta đã cho chúng ta thể tích của khí oxy là 44,8. Vậy nên chúng ta sẽ có công thức là V chia cho 22,4 và sẽ bằng 44,8 chia 22,4 bằng số mol chúng ta ở đây sẽ bằng 2 mol. Rồi, sau khi chúng ta tính được số mol của oxy rồi, cũng theo phương trình hóa học phía trên này, chúng ta thấy được là số mol của KClO3 sẽ bằng 2/3 lần số mol của oxy và sẽ bằng 2/3 nhân với 2. Dễ dàng chúng ta tính ra được sẽ là 1,33 mol. Rồi, vậy thì từ số mol của KClO3 chúng ta dễ dàng tính được số mol khối lượng của kali clorat. Chúng ta sẽ có khối lượng của kali clorat cần thiết với công thức tương tự như công thức ở phía bên này, đó là m của KClO3 sẽ bằng n của KClO3 nhân với m lớn của KClO3. Và số mol của KClO3 phần B chúng ta tính ra được đó là 1,33 sẽ nhân với m lớn của KClO3 sẽ được tính là 39 cộng với 35,5, đó là nguyên tử khối của clo, cộng với 16 nhân 3. Và kết quả mà chúng ta tính ra được đó là 163,3 gam. Vậy chúng ta có kết luận. Vậy số mol của KClO3 sẽ bằng 1,33 mol. Và m của KClO3 sẽ bằng 163,3 gam. Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thiện xong bài tập số 4 sách giáo khoa trang 94. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.